Kinh Đại Phật Đẳng Cô Cánh Thiên Cố và Mật Nhân của Như Lai về chư Bồ Tát Vạn Hạnh để tu chứng liễu nghĩa, quyển 1. Tôi nghe như vậy, một thời nọ Đức Phật cùng với 1250 vị đại bích xu ở tại tỉnh Sát Kỳ Viên gần thành công Không Đức. Tất cả đệ tử của Phật đều là những bậc ứng chân vô lậu, khéo chủ pháp và trì pháp. Các ngài khéo siêu việt thế gian và có thể thành tựu vô quý ở mọi nơi đến. Họ theo Phật chuyển pháp luân, diệu kham nhận di giáo của Thế Tôn, nghiêm trì và thanh tịnh trong giới luật. Họ là những bậc đại gương mẫu cho chúng sanh trong ba cõi. Các ngài ứng hiện vô lượng thân để độ thoát chúng sanh, bạc trừ và phú hộ chúng sanh ở vị lai để họ được thoát tất cả trần lụy. Tên các ngài là Đấu Chí Thu Lậu Tử, Tôn Giả Đại Thải Thục Thiện, Tôn Giả Đại Tất, Tôn Giả Thiện Nguyện, Tôn Giả Trần Tánh và những vị khác như thế làm thượng chủ. Lại có vô lượng bậc độc giác đã đạt đến quả vị vô học, cùng với những vị sơ phát khởi đạo tâm cùng đồng đến chỗ của Phật và các vị bích xu đang cư trú. Khi ấy là vào ngày tự tứ, ngày cuối cùng của an cư mùa hạ. Chư Bồ Tát trong mười phương đều tụ hội và mong muốn được chỉ dẫn để đoạn trừ lòng nghi. Tất cả đều khâm phụng đức từ nghiêm và chuẩn bị lắng nghe lời mật nghĩa của Phật. Lúc bấy giờ Thế Tôn trải cọ tủ, ngồi tĩnh lặng an nhiên và vì mọi người trong chúng hội mà tuyên giảng pháp thâm máu. Tất cả đại chúng trong tiệc pháp được điều chưa từng có, thanh âm của đại tiên như tiếng của chim diệu thanh biến khắp tất cả thế giới. Trừ Như Lai, nhiều dân số các sông Hằng cũng đều hội họp ở đạo tràng cùng với ngài Diệu Cát Tường làm thượng chủ. Khi ấy, vua Thắng Quân nhân ngày giỗ của cha nên đã thiết lễ trai ở trong vương cung. Nhà vua thỉnh Phật và đích thân nên đón Như Lai, gọi dọn rất nhiều cao lương mỹ vị. Ngài cũng đích thân mời chư Đại Bồ Tát đến dự. Giữa lúc ấy, trong thành trưởng giả cư sĩ đều chuẩn bị thức ăn cho chư Tăng và họ đứng đợi Phật đi qua để tiếp thọ cúng dường. Đức Phật bảo ngài Diệu Cát Tường hãy thứ tự phân chia chư Đại Bồ Tát và những bậc ứng chân đến tiếp thọ thức ăn chay cúng dường của các chay chủ. Chỉ có ngài Khánh Hỷ do trước đó đã nhận lời thỉnh riêng và đang đi xa chưa về nên đã không kịp đến giữa lúc chư Tăng phân chia đi khúc thực. Ngài một mình trên đường trở về mà không có trưởng tọ hay thầy giáo thọ đi cùng. Vào ngày ấy do chẳng có ai cúng dường nên khi đến giờ, Tôn giả Khánh Hỷ cầm bát gọi đi vào thành tuần tự khúc thực. Giữa lúc khúc thực, từ vị thí chủ đầu tiên cho đến vị thí chủ cuối cùng, ngài luôn tự suy nghĩ trong lòng là sẽ nhận thức ăn chay từ mọi người, chẳng kể vua chúa, tôn quý thuộc dòng dõi thanh tịnh hay những kẻ làm nghề giết mổ thuộc dòng dõi ô uế. Với tâm thực hành bình đẳng và từ bi, ngài chẳng hề kén chọn sang hèn mà chỉ phát tâm viên thành để hết thảy chúng sanh được vô lượng công đức. Tôn giả Khánh Hỷ biết Như Lai quả trách Tôn giả Thiện Hiện và Tôn giả Đại Ẩm Quang là những bậc ứng chân mà tâm chẳng bình đẳng. Do vậy ngài khâm tung lời dạy của Như Lai về sự phúc thực bình đẳng và không để có người sẽ khởi lòng nghi hay phỉ báng. Vào lúc ấy, khi đi ngang qua cái hào của thành kia, Tôn giả Khánh Hỷ đi chậm chậm ở cổng ngoài với quy nghi trang nghiêm tề chỉnh, cung kính tuân theo pháp khúc thuật do bởi khúc thuật theo thứ tự. Khi ấy ngài Khánh Hỷ đi ngang qua một nhà chứa và bất chợt dẫm chúng đại nguyễn thuật với chú thuật, với sức mạnh chú thuật của Phạm Chí Hoàng Pháp đã có được từ một vị trời ở hiện thời. Một cô gái thuộc tộc Mantaga đã cám dỗ ngài lên dâm sàng, rồi cô ta áp
sát vuốt ve cho đến khi giới luật của Ngài sắp phá hủy. Biết tôn giả Khánh Hỷ đang bị giam thuật khống chế, Như Lai tiếp thương Như Lai thọ chay xong liền quay trở về vì muốn nghe pháp yếu. Nhà vua cùng các đại quan, trưởng giả, cư sĩ đều đi theo Phật. Lúc bấy giờ từ trên đỉnh Dục Kế, Thế Tôn phóng ra 100 luồng ánh sáng báo vô quý trong quang minh, xuất hiện một hoa sen ngàn cánh, trên đó có một hóa Phật đang ngồi với tư thế xếp bằng hình hoa sen và tuyên thuyết thần chú. Tức Phật sắc lệnh cho Ngài Diệu Cát Tường hãy mang thần chú này đến bảo hộ cho Ngài Khánh Hỷ khi ác chú tiêu trừ. Diệu Cát Tường Bồ Tát đỡ Ngài Khánh Hỷ dậy và khuyên Ngài Khánh Hỷ và rồi khuyên Ngài Khánh Hỷ và cô gái cùng trở về chỗ của Phật. Khi thấy Phật, Ngài Khánh Hỷ đảnh lễ và than khóc. Ngài hối hận vì từ hồi nào đến giờ chỉ chuyên hướng đao văn mà chưa hết lòng tu tập đạo lực. Tôn giả ân cần khải thỉnh Đức Phật hãy tuyên giảng cho Ngài về những phương tiện tối sơ dẫn đến sự chứng đắc vi diệu của chỉ quán và thiền định mà các chư Như Lai trong mười phương đã thành Phật đạo. Lúc bấy giờ Thế Tôn duỗi cánh tay sắc vàng rồi so lên đỉnh đầu của Tôn giả Khánh Hỷ rồi bảo ngài Khánh Hỷ và các đại chúng rằng có một chánh định tên là Đại Phật Đảnh của cánh kiên cố vương cụ túc vạn hạnh. Nó là cánh cửa đặc biệt dẫn đến một con đường vi diệu trang nghiêm mà chư Như Lai trong mười phương siêu xuất thế gian. Ông nay hãy lắng nghe. Ngài Khánh Hỷ đỉnh lễ cúi đầu chờ đợi thánh chỉ từ bi. Phật bảo Ngài Khánh Hỷ, ta và ông đồng chung một dòng tộc và chúng ta chia sẻ tình cảm thiêng liêng giữa thân tộc. Vào lúc đầu tiên khi phát tâm tu đạo, ông đã thấy tướng hảo thù thắng, ông đã thấy tướng hảo gì trong pháp của ta mà khiến ông liền dứt bỏ ái dục thâm trọng của thế gian. Ngài Khánh Hỷ thưa rằng, thưa Thế Tôn, khi thấy 32 tướng hảo thù thắng của Như Lai với thân hình ánh triệt tự như lưu ly, con thường suy nghĩ rằng các tướng hảo này không thể từ ái dục mà sinh ra. Vì sao thế? Bởi dục khí thô trượt, tinh dịch của giao cấu tanh hôi và máu mũ tập loạn thì không thể nào sinh ra một thân hình thù thắng thanh tịnh với thanh tịnh có ánh sáng màu vàng tím kết tụ. Do đó cao thắt ngưỡng và cạo bỏ râu tóc để đi theo Phật xuất gia. Phật bảo Ngài Khánh Hỷ, lành thai Khánh Hỷ, các ông phải biết rằng từ vô thủy đến nay tất cả chúng sanh họ sanh tử tương tục là bởi họ chẳng biết thường trụ chân tâm và tánh tịch minh thể. Thay vào đó họ sử dụng các vọng tưởng, do tâm tưởng chẳng thật nên họ phải luân chuyển trong sanh tử. Ông nay muốn nghiên cứu về đạo vô thượng để đích thực nhận ra bổn tánh trong sáng. Ông nay hãy trả lời câu hỏi của ta với tâm chính trực, bởi vì chư Như Lai trong mười phương hãy đồng đi qua con đường này để ra khỏi sanh tử do bởi điều dùng tâm chính trực và lời chính trực như thế. Cho nên trong suốt tiến trình tu tập từ quả vị đầu tiên cho đến cuối cùng họ vĩnh viễn không gặp những khúc mắc. Này Khánh Hỷ, ta nay hỏi ông, khi nhờ duyên 32 tướng hảo thù thắng của Như Lai mà ông sơ khởi phát tâm, ông đã thấy gì trong tướng hảo đó và ai là người yêu mến chúng? Ngài Khánh Hỷ thưa rằng, thưa Thế Tôn, con yêu mến chúng với tâm và mắt của mình. Do mắt con thấy tướng hảo thù thắng của Như Lai nên tâm sanh yêu mến, cho nên con phát tâm nguyện rời sanh tử. Đức Phật bảo, đúng như lời ông nói, tâm và mắt của ông là nguyên nhân cho sự yêu mến đó. Nếu ai chẳng biết tâm và mắt ở đâu thì không thể nào hàng phục được trần lao. Đây ví như đất nước bị giặc xâm nhiễu, nhà vua khởi binh dịch trừ. Những binh lính này trước tiên phải biết bọn giặc đang ở nơi nào. Đây là lỗi của mắt và tâm.
nên khiến ông lùi chuyển chồng sinh tử. Ta nay hỏi ông chính xác thì tâm và mắt của ông hiện đang ở nơi, hiện đang ở đâu? Ngài Khánh Hỷ thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, 10 loại chúng sanh ở tất cả thế giới thảy đồng tinh gần thức tâm của họ cư trú trong thân như con đang nhìn xem đôi mắt. Ngoài sen xanh của Như Lai thì biết chúng là một phần trên gương mặt của Phật. Con nay xem xét mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc với bốn trần và chúng đều thuộc gương mặt của con, cho nên tức tâm chắc chắn cũng ở trong thân. Phật bảo Ngài Khánh Hỷ: Như bây giờ ông đang ngồi trong giảng đường của ta, ông có thấy vườn cây chiến thắng và nó bây giờ đang ở đâu? Thưa Thế Tôn, đại giảng đường trùng tu các thanh tịnh ở tại vườn cấp cô độc và vườn cây chiến thắng thật sự đang ở bên ngoài giảng đường. Này Khánh Hỷ đang ở trong giảng đường, ông thấy gì trước nhất? Thưa Thế Tôn, con hiện đang ở trong giảng đường. Trước tiên con thấy Như Lai, kế đến con thấy các đại chúng, rồi khi nhìn kỹ ra ngoài thì thấy Viên Lâm. Này Khánh Hỷ, tại sao khi nhìn kỹ ra ngoài ông có thể nhìn thấy Viên Lâm? Thưa Thế Tôn, do những cánh cửa và cửa sổ của đại giảng đường này mở toát nên con có thể ở trong giảng đường mà thấy rất xa. Phật bảo Ngài Khánh Hỷ: Đúng như lời ông nói, tuy thân ở trong giảng đường nhưng những cánh cửa và cửa sổ này mở toát nên họ có thể ngắm xa đến Viên Lâm. Giả sử có người đang ở trong giảng đường mà không thấy Như Lai, họ có thể thấy ở bên ngoài của giảng đường chăng? Ngài Khánh Hỷ thưa rằng: Thưa Thế Tôn, nếu ở trong giảng đường mà không thấy Như Lai, thế thì làm sao có thể thấy khu vườn hay suối nước? Thật không có việc ấy. Này Khánh Hỷ, ông thì cũng như vậy, tâm của ông có thể hiểu rõ tất cả. Vậy nếu tâm hiện tiền của ông thông hiểu mọi thứ mà thật sự nó lại đang ở trong thân, thế thì nó phải biết ở trong thân trước nhất. Có chúng sanh nào thấy ở trong thân trước rồi sau đó mới thấy cảnh vật ở bên ngoài chăng? Cho dù nếu họ không thấy tim gan lá lách hay dạ dày thì ít nhất họ vẫn có thể nhận biết tóc với móng tay một vài gân chuyển động mạch đập mạnh, sao họ lại chẳng biết? Nếu ở trong chẳng biết thì làm sao biết bên ngoài? Cho nên phải biết rằng điều ông nói là tâm hiểu rõ và phân biệt ở trong thân, thật không có việc ấy. Ngài Khánh Hỷ cúi đầu và thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nay con nghe Như Lai tuyên thuyết pháp âm như thế, con tỏ ngộ ra rằng tâm của con phải ở ngoài thân. Vì sao con lại nói như thế? Ví như có một cây đèn được thắp sáng ở trong phòng thì nó chắc chắn phải chiếu ở trong phòng trước, rồi ánh sáng của nó mới chiếu xuyên qua cánh cửa rồi ra đến sân. Hết thảy chúng sanh không thấy ở trong thân mà chỉ thấy ở ngoài thân. Việc đó cũng như ngọn đèn được đặt ở phía ngoài căn phòng nên nó không thể chiếu vào trong. Nghĩa lý này rất rõ ràng, tuyệt đối không ngoài nghi và đồng như liễu nghĩa của Phật nên chẳng thể sai, có đúng không ạ? Phật bảo Ngài Khánh Hỷ: Vừa rồi các vị bích xu ở đây đã theo ta đến thành Phong Đức và tuần tự phước thực, sau đó họ trở về gừng cây chiến thắng rồi vo tròn thực phẩm thành nấm và lấy ăn. Ta đã thọ chay xong, ông hãy xem các vị bích xu, nếu chỉ có một người ăn thì mọi người có no chăng? Ngài Khánh Hỷ thưa với Phật rằng: Dạ không, thưa Thế Tôn, tuy các vị bích xu là những bậc ứng chân nhưng thân thể và lối sinh hoạt của mọi người đều chẳng giống nhau, thế thì làm sao chỉ có một người ăn mà khiến cho mọi người đều no chứ? Phật bảo Ngài Khánh Hỷ: Nếu tâm của ông nhận thức rõ và thấy biết rằng nó thật sự ở ngoài thân thì thân và tâm của ông
sẽ tách rời và chẳng có liên quan gì đến nhau. Thân sẽ không cảm nhận được những gì tâm biết và tâm sẽ không biết được những gì thân cảm nhận. Bây giờ ta đưa bàn tay mềm mại như bông gòn cho ông thấy, tâm của ông có khởi phân biệt khi mắt nhìn thấy không? Ngài Khánh Hỷ thưa rằng: Dạ có, thưa Thế Tôn. Phật bảo Ngài Khánh Hỷ: Nếu tâm và mắt cùng nhận biết thì tại sao lại nói tâm ở ngoài thân? Cho nên phải biết rằng điều ông nói là tâm hiểu rõ và phân biệt ở ngoài thân, thật không có việc ấy. Ngài Khánh Hỷ thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, đúng như lời Phật dạy, nội tạng. Thưa Thế Tôn, đúng như lời Phật dạy, do không thấy trong thân nên tâm con không có ở đó. Do thân và tâm làm việc chung chẳng tách rời nhau nên tâm của con cũng không có ở ngoài thân. Nay con nghĩ rằng đã biết nó ở đâu. Đức Phật bảo: Thế thì nó ở đâu? Ngài Khánh Hỷ thưa rằng: Thưa Thế Tôn, bởi cái tâm hiểu rõ này chẳng biết gì ở trong nhưng lại có thể thấy bên ngoài. Theo sự suy nghĩ của con thì nó ẩn nấp trong con mắt. Vì sao thế? Giả sử có người đặt những cái tách lưu ly ở trước con mắt của họ, tuy có vật ngăn che nhưng thị giác không hề bị chướng ngại. Căn mắt có thể thấy và phân biệt tùy theo hoàn cảnh. Cho nên tâm hiểu rõ và phân biệt của con không có ở trong là vì nó ở trong căn mắt. Nó có thể nhìn kỹ và phân biệt rõ ràng mà chẳng bị chướng ngại là vì nó ẩn nấp trong con mắt. Phật bảo Ngài Khánh Hỷ: hãy cứ cho là tâm ẩn nấp trong con mắt như qua ẩn nấp trong con mắt như lời ông nói qua thí dụ về tách lưu ly. Giả sử người ấy đặt những cái tách lưu ly ở trước con mắt rồi nhìn sông núi, họ có thể nhìn thấy những cái tách lưu ly chăng? Ngài Khánh Hỷ thưa với Phật rằng: Dạ có, thưa Thế Tôn. Người ấy thật sự nhìn thấy những cái tách lưu ly khi đặt chúng ở trước mắt của họ. Phật bảo Ngài Khánh Hỷ: Nếu tâm của ông thật sự tương tự như lời thí dụ về tách lưu ly và nhìn thấy sông núi, tại sao ông không thấy con mắt của mình? Nếu ông có thể thấy con mắt của mình thì con mắt của ông cũng sẽ đồng như cảnh vật bên ngoài. Cho nên tâm và mắt không thể làm việc chung. Nếu chẳng thể thấy thì tại sao lại nói rằng tâm hiểu rõ này ẩn nấp trong con mắt như qua lời thí dụ về tách lưu ly? Cho nên phải biết rằng điều ông nói là tâm hiểu rõ và phân biệt ẩn nấp trong con mắt cũng tương tự như tách lưu ly, thật không có việc ấy. Ngài Khánh Hỷ thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, đúng như lời Phật dạy. Thưa Thế Tôn, bây giờ con suy nghĩ như vậy. Nội tạng của chúng sanh thì ở bên trong, còn chính lỗ thì ở bên ngoài. Nội tạng che trong tối có ánh sáng, còn chính lỗ thì có ánh sáng. Bây giờ ở trước Phật với hai mắt mở, con thấy ánh sáng thì gọi đó là thấy. Bên ngoài thấy đen tối, khi nhắm mắt còn gọi đó là thấy bên trong. Nghĩa lý này có đúng không ạ? Phật bảo Ngài Khánh Hỷ: Lúc ông nhắm mắt và thấy đen tối, cảnh tượng đen tối là ở trước mắt ông hay chẳng phải ở trước mắt ông? Nếu sự đen tối ở trước mắt ông, sao lại nói là ở trong? Cứ cho là nó ở trong thì khi ông ở trong một căn phòng tối tăm chẳng có mặt trời, mặt trăng hay đèn đuốc, cảnh tối tăm ở trong phòng phải là cảnh tối tăm ở bên trong của ông. Nếu sự đèn tối chẳng ở trước mắt ông, tại sao ông có thể nhìn thấy? Cứ cho là ông có thể thấy bằng cách nào khác hơn so với thấy bên ngoài, khi nhắm mắt và thấy đèn tối thì gọi là
thì gọi là ở trong, và khi rồi khi mở mắt thấy ánh sáng, tại sao ông không thấy gương mặt của mình? Nếu ông chẳng thấy gương mặt của mình thì không thể thấy ở trong. Nếu ông có thể thấy gương mặt của mình thì tâm hiểu rõ cùng với mắt ở hư không. Thế thì làm sao chúng thuộc về thân thể của ông? Nếu tâm và mắt ở hư không thì chúng không thuộc về thân thể của ông. Nếu chúng thuộc về thân thể của ông nhưng lại ở hư không thì bây giờ Như Lai thấy ông, nó đáng lẽ cũng thuộc về thân thể của ông. Nếu là thế thì khi mắt ông nhận biết gì, thân sẽ chẳng nhận biết được. Nếu một mực bảo rằng tâm và mắt mọi thứ có sự nhận biết riêng thì ông sẽ có hai thứ nhận biết, và một phần thân thể của ông sẽ trở thành hai vị Phật. Cho nên phải biết rằng điều ông nói là thấy đang tới thì gọi là thấy ở trong thân, thật không có việc ấy. Ngài Khánh Hỷ thưa rằng: Thưa Thế Tôn, con từng nghe Phật khai thị cho bốn chúng đệ tử rằng do tâm sanh nên muôn pháp sanh, và bởi muôn pháp sanh nên muôn cảnh giới của tâm khởi sanh. Bây giờ con nghĩ rằng thể tánh của sư tư đích thật là tâm tánh của con, tùy thuộc sự kết hợp mà tâm theo đó khởi sanh. Nó không tồn tại chỉ một trong ba nơi, trong ngoài và ở giữa. Phật bảo Ngài Khánh Hỷ: Ông này nói rằng do pháp sanh nên muôn cảnh giới của tâm khởi sanh, và tùy thuộc sự kết hợp mà tâm theo đó khởi sanh. Nhưng với một cái tâm như thế thì chẳng có thể tánh và không thể kết hợp với bất cứ điều gì. Nếu một cái tâm chẳng có thể tánh mà có thể kết hợp thì tức đã có 19 giới, nhưng qua sự kết hợp của trần thứ 7 nghĩa lý này không thể được. Còn nếu một cái tâm có thể tánh như thế thì khi ông lấy tay tự nhớ mình, tâm của ông có cảm nhận được là từ bên trong ra hay là từ bên ngoài vào chăng? Nếu là từ bên trong ra thì ông cũng sẽ nhận thấy ở trong thân. Nếu là từ bên ngoài vào thì ông sẽ thấy gương mặt của mình trước nhất. Ngài Khánh Hỷ thưa rằng: Thưa Thế Tôn, cái thấy là do con mắt và tâm nhận biết, chứ không phải con mắt nói gần tâm nhìn thấy, thật không hợp nghĩa. Phật bảo Ngài Khánh Hỷ: Nếu con mắt có thể thấy thì khi ông ở trong phòng lẻ ra cánh cửa phải nhìn thấy cảnh vật bên ngoài chứ không phải ông. Lại nữa, một khi có ai đã mất mà con mắt vẫn chưa hư ngoại, con mắt của người ấy lẽ ra phải thấy được cảnh vật bên ngoài. Nếu đã mất thì làm sao vẫn có thể thấy được cảnh vật chứ? Này Khánh Hỷ, nếu tâm hiểu rõ và phân biệt của ông thật sự có thể tánh thì nó là một thể tánh hay nhiều thể tánh? Thể tánh này có biến khắp hay chẳng biến khắp thân thể của ông? Hãy cứ cho là có một thể tánh, thì khi ông dùng tay nhéo một ngón tay thì bốn ngón khác có cảm nhận hay chăng? Nếu có thì cảm giác bị nhéo không chỉ dồn ở một nơi. Còn nếu cảm giác bị nhéo chỉ dồn ở một nơi thì ông không chỉ có một thể tánh. Nhưng nếu ông có nhiều thể tánh, ông sẽ trở thành nhiều người. Thế thì thể tánh nào là ông? Lại nữa, nếu thể tánh biến khắp thân thể của ông thì một cái nhéo sẽ lan tỏa cảm giác khắp toàn thân. Còn nếu chẳng biến khắp thân thể của ông thì khi ông lấy tay chạm vào đầu và chân cùng một lúc, ông sẽ chỉ cảm nhận sự xúc chạm của đầu mà không có cảm nhận sự xúc chạm của chân. Đó chẳng phải là điều ông cảm thấy. Cho nên phải biết rằng điều ông nói là tùy thuộc sự kết hợp mà tâm theo đó khởi sanh, thật không có việc ấy. Phật bảo Ngài Khánh Hỷ thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con cũng nghe khi Phật đàm luận thật tướng với Ngài Diệu Cát Tường và các vị Pháp Vương tử khác. Thế Tôn thường nói rằng tâm không ở trong và cũng không ở ngoài. Con nay suy nghĩ rằng nếu tâm ở trong thì nó không thấy gì, và nếu
tâm ở ngoài thì nó và thân chẳng biết nhau, do tâm chẳng biết ở trong nên nó không thể nào ở trong, do thân và tâm biết lẫn nhau nên nó không thể nào ở ngoài. Vì vậy, do thân và tâm biết lẫn nhau và tâm chẳng thể thấy ở trong nên tâm phải ở giữa. Phật bảo ngài Khánh Hỷ, ông nói rằng tâm ở giữa, ở giữa thì phải ở một nơi nào đó nhất định. Thế thì cái ở giữa của ông đang ở đâu? Có phải nó ở ngoài hay là ở trong thân? Nếu là nó ở trong, nó có thể ở trên bề mặt của thân hoặc ở nơi nào đó bên trong. Nếu nó ở trên bề mặt của thân thì chẳng thể gọi là ở giữa. Nếu nó ở trong thân thì nó đồng như ở trong thân. Cái ở giữa này có vị trí chăng? Nếu có thì có dấu hiệu gì về vị trí đó chăng? Nếu không có dấu hiệu gì về vị trí của nó thì ở giữa chẳng tồn tại. Và cho dù có dấu hiệu gì về vị trí của nó, vị trí đó là bất định. Vì sao thế? Bởi nếu có người làm ký hiệu để định dạng vị trí ở giữa, khi nhìn từ hướng đông thì nó ở hướng tây, khi nhìn từ hướng tây thì nó ở hướng đông. Ký hiệu như thế thì không thể làm một điểm ở giữa nhất định. Tương tự như thế, nó không rõ ràng cho một cái tâm ở giữa nghĩa là sao? Ngài Khánh Hỷ thưa rằng: Thưa Thế Tôn, cái ở giữa mà con nói thì không có ở những nơi đó như Thế Tôn đã dạy. Căn mắt và sắc trần làm duyên để sanh ra thức của mắt. Căn mắt hiển thị hình ảnh, sắc trần thì vô tri, thức của mắt sanh ra ở giữa chúng, đó là nơi của tâm. Phật bảo ngài Khánh Hỷ: Nếu tâm của ông ở giữa căn mắt và sắc trần, thể tánh của tâm đồng như thể tánh của căn mắt và sắc trần hay không? Nếu thể tánh của tâm đồng như thể tánh của căn mắt và sắc trần, nó sẽ lẫn lộn cái gì nhận biết và cái gì không nhận biết, việc ấy là trái nghịch. Cái ở giữa này ở đâu? Và cho dù thể tánh của tâm chẳng đồng với thể tánh của căn mắt và sắc trần thì nó không phải nhận biết hay chẳng phải nhận biết thể tánh như thế. Cái tâm như thế thì chẳng có thể tánh, thế thì làm sao nó có thể ở giữa chứ? Cho nên phải biết rằng điều ông nói là tâm ở giữa thật không có việc ấy. Ngài Khánh Hỷ thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, xưa con thấy Đức Phật cùng với 4 vị đại đệ tử, Tôn giả Đại Thải Thục Thị, Tôn giả Thiện Hiện, Tôn giả Mãn Từ Tử, Tôn giả Thù Lộ Tử cùng chuyển pháp luân, và thường nói rằng tâm hiểu rõ và phân biệt không ở trong thân và cũng không ở ngoài thân hay ở giữa. Nơi không nhất định gọi là tâm, có thể nào nơi không nhất định gọi là tâm chăng? Phật bảo ngài Khánh Hỷ: Ông nói rằng tánh hiểu rõ và phân biệt ở nơi không nhất định. Tuy nhiên, mọi cảnh tượng trên thế gian như là không khí, đất, nước, những loài biết đi, bước bay hoặc đi đều có nơi nhất định. Thế thì tâm ở nơi không nhất định của ông đang ở nơi nào hay chẳng ở nơi nào? Nếu nó chẳng ở nơi nào thì nó đồng như lông gùa và sừng thỏ. Làm sao ông có thể nói về thứ mà không có nơi nhất định? Giả sử có thứ tồn tại mà không có nơi nhất định, những gì chẳng tồn tại thì không có tướng, và những gì tồn tại thì có tướng, và những thứ gì có tướng đều có nơi. Thế thì tại sao ông có thể nói rằng tâm không ở nơi nhất định? Cho nên phải biết rằng điều ông nói là tâm hiểu rõ và phân biệt không ở nơi nhất định, thật không có việc ấy. Lúc bấy giờ ở giữa đại chúng, ngài Khánh Hỷ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính và thưa với Phật rằng: Con là người em họ út nhất của Như Lai và được Phật gãi lòng từ bi.
Tuy nay con đã xuất gia nhưng vẫn cạn nương tình thương đó, cho nên chỉ được đao văn mà không được vô lậu. Do không thể chiết phục chú thuật của Phạm Chí mà phát, con đã bị nó dụ dỗ vào nhà của dâm nữ. Tất cả là vì con chẳng biết làm sao để tìm cảnh giới của chân thật. Kính mong Thế Tôn, kính mong Thế Tôn đại từ thương xót mà khai thị cho chúng con về con đường tu chỉ, để dẫn những ai tin chưa đủ vào pháp và đối kháng với những tà kiến mọi gỡ. Khi nói xong lại, ngài Khánh Hỷ đảnh lễ sát đất cùng các đại chúng đứng đợi khao khát và cung kính lắng nghe giáo pháp. Lúc bấy giờ từ khuôn mặt Thế Tôn phóng ra muôn loại tia sáng với nhiều màu sắc, ánh sáng đó chói lò như trăm ngàn mặt trời. Khi đó khắp thế giới của chư Phật đều chấn động sáu cách và có số lượng quốc độ nhiều như vi trần ở trong 10 phương đồng thời hiện ra. Do quy thần của Phật nên khiến các thế giới hợp thành một thế giới. Ở trong thế giới đó, tất cả các đại Bồ Tát đều ở cõi nước của mình, chắp tay cung kính lắng nghe ngài Khánh Phật bảo ngài Khánh Hỷ. Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay, do muôn loại điên đảo nên đã tạo hạt giống nghiệp và tự nhiên sẽ như chùm quả cơm lá hẹp. Sở dĩ những người tu hành không thể thành tựu đạo vô thượng, các vị như là Thanh Văn, Duyên Giác cùng những hàng ngoại đạo chư thiên, ma vương và quyến thuộc của ma, là bởi họ chẳng biết hai loại căn bổn và nhầm lẫn trong tu tập. Họ ví như có kẻ nấu cát mà muốn thành thức ăn ngon, cho dù trải qua số kiếp nhiều như bụi nhưng kết cục là chẳng thể nào đạt được. Những gì là hai Khánh Hỷ? Một cái tâm tìm cầu nơi duyên mà nay chính ông và các chúng sanh cho là tự tánh của mình, là căn bổn của sanh tử từ vô thủy. Hai, thể tánh thanh tịnh bổn nguyên của tuệ giác tịch diệt không có khởi đầu. Nó là sự hiểu biết của căn bổn, nó là thật tánh của thức, có thể sanh các duyên và bị các duyên của chúng sanh làm mất đi. Do các chúng sanh làm mất sự hiểu biết bổn nguyên, mặc dù nó luôn hiện hữu ở mọi lúc nhưng họ chẳng thể tự biết và nhầm lẫn mà đi vào các đường. Ông này Khánh Hỷ, do bởi ông này muốn biết về con đường tu chỉ để ra khỏi sanh tử nên bây giờ ta sẽ hỏi ông thêm một lần nữa. Lúc bấy giờ Thế Tôn duỗi cánh tay sắc vàng và cong năm ngón tay của ngài, mỗi ngón tay đều có hình bánh xe, rồi bảo ngài Khánh Hỷ, ông có thấy gì chăng? Ngài Khánh Hỷ thưa rằng: dạ có, thưa Thế Tôn. Đức Phật bảo: ông thấy gì? Ngài Khánh Hỷ thưa rằng: dạ con thấy Như Lai cong những ngón tay của ngài thành nắm tay có hình bánh xe, và từ nơi đó phóng ra ánh sáng chói lòa mắt con. Đức Phật bảo: ông dùng gì để thấy? Ngài Khánh Hỷ thưa rằng: dạ con và các đại chúng đều thấy với mắt của mình. Phật bảo ngài Khánh Hỷ: ông này đáp rằng, ông thấy Như Lai cong những ngón tay thành nắm tay và từ nơi đó phóng ra ánh sáng chói lò tâm và mắt của ông. Con mắt ông thì có thể thấy nắm tay, nhưng nhân bởi điều gì mà ông cho rằng tâm của ông chói lò bởi nắm tay của ta? Ngài Khánh Hỷ thưa rằng: thưa Thế Tôn, bây giờ Như Lai muốn biết về vị trí của tâm, con đều dùng cái tâm tìm kiếm cùng khắp và khả năng ra quyết định đó là tâm của con. Đức Phật bảo: ôi không, đó chẳng phải là tâm của ông. Ngài Khánh Hỷ kinh ngạc rời chỗ ngồi đứng dậy và bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, nếu đó chẳng phải là tâm của con thì là gì?
Phật bảo ngài khả ni, đó là tưởng tâm sanh khởi từ tướng hòa hợp của trần cảnh hiện tiền, nó là mê hoặc chân tánh của ông, khiến ông từ vô thủy đến hiện tại nhận giặc làm con và đánh mất bổn nguyên thường hằng của mình. Do đó mà ông phải lưu chuyển trong sinh tử. Ngài Khánh Hỷ thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con là người em họ được Phật thương nhất. Do lòng thương mến Phật nên con xuất gia. Tâm của con không chỉ riêng cúng dường Như Lai mà cho đến phụng sự chư Phật và các vị thiện tri thức biến khắp quốc độ nhiều như số cát sông Hằng. Con đều dùng cái tâm phát đạt dũng mãnh để làm những việc khó làm ở trong chánh pháp. Giả sử nếu có khi nào con hủy bán chánh pháp và vĩnh viễn từ bỏ căn lành của mình thì cũng chính là cái tâm của con. Nếu sự hoạt động của thấu hiểu chẳng phải là tâm thì con không có tâm, con sẽ đồng như nắm đất hay khúc gỗ. Do bởi rời khỏi sự hiểu biết thì chẳng có gì tồn tại. Vì sao Như Lai nói đó chẳng phải là tâm? Con nay thật sự kinh ngạc tất cả đại chúng nơi đây không ai là chẳng hoài nghi. Kính mong Như Lai ngũ lầm đại bi mà khai thị cho những kẻ chưa được khai ngộ. Lúc bấy giờ Thế Tôn khai thị cho ngài Khánh Hỷ và các đại chúng, rồi dẫn tâm của họ vào vô sanh pháp nhẫn từ trên tòa sư tử. Thế Tôn Đức Phật dùng tay so đỉnh đầu của ngài Khánh Hỷ và bảo rằng: Như Lai thường nói rằng các pháp sanh ra chỉ là sự biểu hiện của tâm, do đó tất cả đều bị chi phối bởi định luật nhân quả. Từ thế giới cho đến hạt vi tròn, nhân bởi tâm mà hình thành. Này Khánh Hỷ, nếu xem xét bổ nguyên của tất cả mọi thứ trên thế gian, cho đến cỏ lá hay chỉ là một sợi tơ, chúng ta sẽ thấy rằng chúng đều có thể tánh. Cho dù hư không thì cũng có tên gọi và đặc tánh, huống nữa là tâm thanh tịnh trong sáng vi diệu là tánh của tất cả trạng thái não bộ mà chẳng có tự tệ hay sao? Nếu ông cứ khăng khăng cho rằng tánh của hiểu rõ, nhận biết và phân biệt là tâm, thế thì cái tâm này lẽ ra phải có tự thể riêng biệt và tách rời tất cả sự hòa hợp của các trần sắc thanh hương vị xúc pháp. Tuy nhiên bây giờ ông đang lắng nghe pháp của ta, nhưng bởi âm thanh mà ông có thể phân biệt nghĩa lý. Cho dù ông có thể làm im bật tất cả cho dù ông có thể làm im bật tất cả tiếng động hiểu biết và giữ lắng động ở bên trong, thì hình bóng của sự phân biệt về trần cảnh vẫn còn. Ta không phải bảo ông chỉ chấp nhận đó chẳng phải là tâm, mà ông hãy xem xét tỉ mỉ về tâm của mình. Nếu có tánh phân biệt mà tách rời những diễn biến của não bộ thì đó tức là chân tâm của ông. Trái lại, nếu tánh phân biệt chẳng có tự thể khi lìa khỏi các trần thì đó tức là lông rùa hay sừng thỏ. Trần cảnh thì chẳng có thường trụ. Nếu khi cái tâm đó biến đổi ngoại diệt trái lại nếu có tánh phân biệt mà chẳng có tự thể khi lìa khỏi các trần thì đó tức là diễn biến của não bộ, là hình bóng của phân biệt. Trần cảnh thì không có thường trụ. Nếu khi
cái tâm này biến đổi ngoại diệt thì nó đồng như lông rùa hay sừng thỏ. Như vậy các pháp thân của ông cũng theo đó mà động diệt. Thế thì ai sẽ là người tu hành để chứng vô sanh pháp nhẫn đây? Lúc bấy giờ ngài Khánh Hỷ cùng các đại chúng lẫn câm và không nói lời nào. Phật bảo ngài Khánh Hỷ: sở dĩ những người tu hành ở tất cả thế giới, từ mặc dù hiện tiền đã trải qua chính lộ định theo thứ tự nhưng vẫn không thể được lộ cận và thành tựu bậc chứng chân, là bởi do chấp trước cái tâm vọng tưởng này mà này phong vọng tưởng sanh ra mà nhận lấy mà nhầm lẫn là chân thật. Cho nên tuy ông này đa văn học rộng nhưng vẫn không thể thành tựu thánh quả. Ngài Khánh Hỷ khi nghe xong, ngài Khánh Hỷ rơi lệ thương xót. Tôn giả đảnh lễ sát đất, hai gối quỳ chắp tay cung kính và thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, kể từ khi phát tâm theo đạo, con đã cậy nương quy thần của Phật. Con thường tự suy nghĩ rằng mình không cần phải khổ nhọc tu hạnh, bởi Như Lai sẽ ban chánh định cho mình. Con hoàn toàn không nghĩ rằng thân tâm của mỗi người thì không thể thay thế cho nhau, do đó con đã đánh mất bổn tâm của mình. Tuy đã xuất gia nhưng tâm chẳng thể vào đạo, con như kẻ cùng tử đã bỏ cha chạy trốn. Mãi đến hôm nay con mới biết rằng tuy mình đa văn học rộng nhưng nếu không tu hành thì sẽ chẳng học được gì. Đây ví như có kẻ cứ nói về thức ăn thì không bao giờ no. Thưa Thế Tôn, nay chúng con bị xiết bởi hai chướng ngại của nhận biết, chướng ngại của phiền não và chướng ngại của sự hiểu biết, nên do đó mà chẳng biết tự thể, do tôi biết mà chẳng biết tự tánh thường tịch của tâm. Kính mong Như Lai thương xót chúng con là những kẻ cùng khổ, mà hiển lộ diệu minh chân tâm và mở con mắt đạo của chúng con. Lúc bấy giờ chữ vạn trên ngực của Như Lai vọt ra quang minh báo, ánh sáng đó chói lờ với trăm ngàn màu sắc cùng chiếu khắp đến tất cả thế giới, nhiều như vi tròn của chư Phật trong mười phương, rồi gót vào khắp đỉnh đầu của chư Như Lai ở trong mỗi Phật độ báo. Sau đó ánh sáng trở về rồi chiếu đến ngài Khánh Hỷ cùng các đại chúng. Phật bảo ngài Khánh Hỷ: ta nay sẽ vì ông mà dựng lên pháp tràng lớn, cũng khiến hóa thảy chúng sanh trong mười phương được con mắt thanh tịnh để vào vi diệu bí mật của tánh tịch minh tâm. Phật bảo ngài Khánh Hỷ: ông này đáp rằng, này Khánh Hỷ, vừa rồi ông đáp rằng ông thấy nắm tay của Như Lai phóng ra ánh sáng. Nguyên nhân gì khiến nắm tay của Như Lai phóng ra ánh sáng? Ta làm thành nắm tay như thế nào và ông dùng gì để thấy? Ngài Khánh Hỷ thưa rằng: thưa Thế Tôn, do toàn thân thể của Phật có màu sắc như vàng ở dưới tại châu thắng kim và đỏ sẫm như hòn núi báo, nên do từ thanh tịnh mà ánh sáng phóng ra. Con thật sự tận mắt nhìn thấy Như Lai nhấc cánh tay lên, rồi cong ngón tay có hình bánh xe của ngài lại, cho nên mới có tướng của nắm tay. Đức Phật bảo: bây giờ Như Lai sẽ nói lời thành thật cho ông rõ. Qua thí dụ này, những ai có trí tệ thì sẽ được khai ngộ. Này Khánh Hỷ, Phật bảo ngài Khánh Hỷ: này Khánh Hỷ, hãy lấy nắm tay của ta làm thí dụ. Nếu không có tay thì ta không thể làm
một nắm tay, và nếu không có mắt ông sẽ không thấy gì. Qua thí dụ này, căn mắt của ông và nắm tay của ta, sự so sánh ấy có giống nhau chăng? Phật Ngài Khánh Hỷ thưa rằng: Thưa Thế Tôn, nếu không có mắt con sẽ không thấy gì. Vì vậy, qua thí dụ về căn mắt của con và nắm tay của Như Lai, sự so sánh ấy là giống nhau. Đức Phật bảo: Ông nói rằng chúng giống nhau, tuy nhiên chúng chẳng tương đồng. Vì sao thế? Bởi một người không có tay thì chẳng bao giờ có thể làm thành nắm tay, nhưng nếu một người chẳng có mắt thì hoàn toàn chẳng thể không thấy gì. Vì sao thế? Bởi nếu ông hỏi những người mù ở trên đường phố rằng anh có thấy gì chăng, những người mù này sẽ không ngần ngại mà trả lời với ông rằng: Bây giờ tôi chỉ thấy cảnh tối om ở trước mắt và không có gì khác để nhìn. Quán sát ý nghĩa này, trần cảnh thì ở tự tối, chứ thị giác chẳng hề bị tổn giảm. Ngài Khánh Hỷ thưa rằng: Thưa Thế Tôn, những người mù này chỉ thấy cảnh tối om ở trước mắt, thế thì làm sao có thể gọi là thấy? Tức Phật bảo: Nếu bỏ chung những người mù chỉ thấy cảnh tối om ở trước mắt và người mắt sáng ở trong một căn phòng tối om, hai loại đen tối ấy là có sự khác biệt hay chẳng có sự khác biệt? Ngài Khánh Hỷ thưa rằng: Thưa Thế Tôn, so sánh hai loại đen tối giữa người mắt sáng ở trong phòng tối om và người mù kia thì hoàn toàn chẳng có sự khác biệt. Phật: Này Khánh Hỷ, giả sử những người mù chỉ thấy cảnh tối om ở trước mắt, bỗng nhiên được mắt sáng trở lại, và giờ thì họ nhìn thấy đủ mọi sắc tướng ở trước mắt, ông có thể gọi đó là mắt thấy. Giả sử những người mắt sáng ở trong căn phòng tối om kia chỉ thấy toàn đen tối, bỗng nhiên ngọn đèn được thắp sáng và giờ thì họ cũng thấy đủ mọi sắc tướng ở trước mắt, ông có thể nói là đèn thấy. Không có thể gọi là đèn thấy. Bây giờ nếu đèn có thể thấy thì nó không còn gọi là đèn. Vả lại nếu đèn có thể thấy thì có liên quan gì đến người mắt sáng đâu. Cho nên phải biết rằng cây đèn có thể hiển lộ hình sắc, và sự thấy như thế là do con mắt chứ không phải cái đèn. Con mắt có thể hiển lộ hình ảnh và tánh thấy như thế là từ tâm chứ không phải con mắt. Mặc dù Ngài Khánh Hỷ cùng các đại chúng đã nghe lời Phật nói nhưng tâm vẫn chưa khai ngộ nên giữ im lặng, hy vọng sẽ tiếp tục nghe được âm thanh từ bi tuyên thuyết của Phật. Họ chắp tay thanh tịnh tâm ý và chờ đợi lời dạy bảo của Phật. Lúc bấy giờ Thế Tôn duỗi cánh tay ra rồi mở lòng bàn tay chói sáng mềm mại như bông gòn, có mạng lưới ở giữa ngón tay và hiển lộ hình bánh xe ở trên mọi ngón. Đức Phật bảo Ngài Khánh Hỷ và các đại chúng: Sau khi thành đạo, ta đi đến vườn Nai và vì năm nhóm của Bích Xu giải bổn tế và cùng bốn chúng đệ tử các ông mà nói rằng: Sở dĩ những người tu hành không thể thành tựu Phật đạo hay trở thành bậc ứng chân là bởi họ bị mê hoặc bởi phiền não tương tự như du khách và vi trần. Đương thời các ông do nhân duyên gì mà được khai ngộ và nay thành tựu thánh quả? Khi ấy Ngài Giải Bổn Tế liền từ chỗ ngồi đứng dậy và thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, tất cả những vị trưởng lão hiện diện ở giữa đại chúng nơi đây, con là người độc nhất có tên gọi là Giải, nhưng bởi con giác ngộ hai chữ khách trần nên thành tựu thánh quả. Vì sao thế? Ví như có một du khách dừng chân ở quán trọ để ăn uống hay nghỉ qua đêm, một khi đã nghỉ ngơi và ăn uống xong, họ liền thu xếp hành trang mà lên đường và không nhàn rỗi nán lại. Nhưng nếu người ấy thật sự là chủ quán thì không thể
rời đi. Suy ngẫm qua thí dụ này, người không ở lại gọi là khách và người ở lại gọi là chủ quán, do không chủ lâu nên gọi là tạm thời. Lại nữa, ví như bầu trời khi mưa vừa tạnh ở buổi sáng, một luồng ánh sáng trong thanh từ mặt trời nhô lên chiếu xuyên qua lỗ hổng và hiển lộ những hạt bụi trần trong không trung. Thể chất của vi trần dao động nhưng hư không thì tịch nhiên. Suy ngẫm qua thí dụ này, lặng yên gọi là hư không, dao động gọi là vi trần, do có dao động nên nó là di chuyển. Đức Phật bảo như thị. Lúc bấy giờ Thế Tôn duỗi cánh tay ra rồi cong ngón tay thành nắm tay. Khi đã cong thành nắm tay rồi lại mở ra. Khi đã mở năm ngón tay ra rồi lại cong thành nắm tay rồi bảo Ngài Khánh Hỷ, bây giờ ông thấy gì? Ngài Khánh Hỷ thưa rằng, dạ con thấy Như Lai mở và kép lòng bàn tay có hình bánh xe châm báo ở giữa đại chúng. Phật bảo Ngài Khánh Hỷ, ông thấy bàn tay của ta mở và kép ở giữa đại chúng là bàn tay của ta có mở và kép hay tự giác hay thị giác của ông có mở và kép? Ngài Khánh Hỷ thưa rằng, dạ bàn tay báo của Như Lai có mở và kép, mặc dù con thấy bàn tay của Như Lai tự mở và kép nhưng thị giác của con chẳng mở và kép. Đức Phật bảo, cái gì tỉnh, cái gì động? Dạ bàn tay của Phật có dao động nhưng thị giác của con còn vượt ra khỏi sự tỉnh tịch, huống nữa là có dao động hay sao? Đức Phật bảo như thị. Lúc bấy giờ có một luồng ánh sáng báo phóng ra từ lòng bàn tay có hình bánh xe của Như Lai và xẹt ngang qua vai phải của Ngài Khánh Hỷ. Khi ấy Ngài Khánh Hỷ lập tức xoay đầu nhìn sang bên trái. Đức Phật cũng phóng một luồng ánh sáng ở bên vai trái của Ngài Khánh Hỷ. Ngài Khánh Hỷ cũng xoay đầu và nhìn sang bên trái. Đức Phật bảo, vừa rồi tại sao ông xoay đầu? Ngài Khánh Hỷ thưa rằng, dạ con thấy Như Lai phóng một luồng ánh sáng báo xẹt ngang qua vai phải của con, rồi có một luồng ánh sáng khác xẹt ngang qua vai trái của con, cho nên con xoay đầu nhìn qua bên phải và trái để nhìn. Đức Phật bảo, này Khánh Hỷ, khi ông xoay đầu sang bên trái và phải để nhìn Phật quang, là đầu của ông dao động hay thị giác của ông dao động? Ngài Khánh Hỷ thưa rằng, dạ thưa Thế Tôn, là đầu của con dao động nhưng thị giác của con còn vượt ra khỏi sự tịch tỉnh, huống nữa là có dao động hay sao? Đức Phật bảo như thị. Như Lai bảo toàn thể đại chúng rằng, tất cả các ông cần phải hiểu rằng những gì dao động là vi trần và chúng tựa như những du khách chẳng ở lại. Vừa rồi các ông đã thấy đầu của Ngài Khánh Hỷ dao động nhưng thị giác của ông ta chẳng hề dao động. Lại nữa, khi Ngài Khánh Hỷ thấy bàn tay của ta mở và kép nhưng thị giác của ông ta chẳng hề mở hay kép, thế thì tại sao các ông vẫn cho những gì dao động là thân của mình và những gì dao động là cảnh của nó? Với lại chúng hình thành và ngoại diệt trong từng niệm. Các ông đã đánh mất chân tánh của mình và làm những việc điên đảo do đã đánh mất chân tánh của tâm và nhận lấy trần cảnh làm của mình, cho nên các ông vẫn lưu chuyển trong luân hồi. Kinh Đại Phật Đản Cứu Cánh Kiên Cố và Mật Nhân của Như Lai về Chư Bồ Tát Vạn Hạnh để tu chức liệu nghĩa, quyển 1 hết.